Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Thưa, hôm nay buổi trưa với buổi chiều này chúng ta sẽ học lại một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng mà quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc. Bữa nay học lại tập 1. Vì nhớ là cái người niệm Phật mình đi đến đâu thì giống như người hoa sen ở thế giới Cực Lạc mọc ở đó. Tại vì mình đi đến đâu mình cũng niệm Phật. Mà cái tâm mà muốn sanh về thế giới Cực Lạc là đại phước báo đấy vị. Vì thấy rằng mình sanh đến cái quốc độ này, hình như bất cứ ai cũng có rất nhiều cái khổ trong cuộc đời này. Dù có niềm vui gì đi chăng nữa cũng quá giới hạn. Giới hạn quá. Nên mình biết niệm Phật và tin Pháp môn Tịnh Độ là đại phước báo. Và muốn sanh về thế giới Cực Lạc nữa thì duyên phước này quá lớn. Nên mỗi ngày cần phải gầy dựng và siêng năng, không được giải đại. Thí dụ như mình lỡ những cái đạo tràng Tịnh Độ mình tu chung, mấy chục người hay là mấy trăm người vậy đó. Cái quan trọng là quý vị biết được cái rum này để gia đình mỗi ngày tu tập. Nhưng Đức thấy đây là từng gia đình hay. Như giờ này thôi mà cũng cả ngàn gia đình tu tập. Cái rum 1 này thôi mình cũng hơn 700 người giờ này tu. Rồi rum 2 mấy trăm nữa, rum 3 nữa. Hơn 1.000 gia đình tu quý vị coi. Rồi 2 người, 3 người thì số lượng này 1.000 mấy trăm người thì cùng giờ này tu. Còn hai thời chính thì một thời với hơn 3.000 người tu thì vị thấy đây là một đạo tràng thù thắng. Mỗi một gia đình là một đạo tràng Tịnh Độ đặc biệt. Đây gọi là Tịnh Độ đúng mùa quý vị. Từ đó tới giờ những đức rất là mong mỏi cái đạo tràng Tịnh Độ cắm từng nhà. Hôm nay cho mình thấy và thấy tu với vị rằng là tự nhiên mỗi ngày mình rất là siêng tu và rất là an lạc. Tại vì nhìn từng gia đình tu tập như vậy, đặc biệt quá. Nhưng Đức nghĩ rằng cái đạo tràng trên không trung chúng ta, sau này người về thế giới Cực Lạc đông đó quý vị. Đây toàn là những người dũng mãnh tinh tấn lắm nè. Tại vì gia đình có một hai người mà tu được là nó an lạc dữ lắm. Thường ta nói đức chúng như biển cả mênh mông là tập trung chung đông với nhau. Còn đây là gia đình một hai người mà ngồi chung để tu chung là phải có cái đầu kéo. Nếu như bỏ đại không có cái đầu kéo là chắc chắn bỏ cuộc quý vị. Nên hồi đó mình cũng tu được một hai thờ một ngày. Nhưng mà có khi giờ này giờ nọ nó không phù hợp. Còn bây giờ thì đúng giờ dắt luôn. Tuy là ở nhà mà giống như ở chùa, giờ nào đúng giờ nấy lên tu. Nó tới giờ cái tập trung lên tu, thấy cái đầu tràng đẹp vô cùng. Nó có những người người ta làm trong công ty mà người ta sắp xếp từ thời gian, người ta cũng vô lễ Phật 40 phút rồi nó nghe nói chuyện. Có một cái cô nọ cô làm công việc hốt rác. Cô nói rằng là tôi thấy công việc của con trong công ty là công việc tệ nhất á thầy. Nhưng mà con lại được tu. Còn nhiều người khác cả điện thoại giờ làm cũng phải tắt nguồn. Riêng chỉ có mình con là được mở điện thoại. Tại vì con làm việc hốc rác nên không cần phải phá điện thoại. Nên con làm nó cũng không có giờ giấc rõ ràng, miễn sao con sắp xếp được. Tới giờ là con tu. Nên riêng bà này nghề thì là nghề hốc rác nhưng bà lại được tu. Còn mấy người ngồi văn phòng thì phải quy tắc phá nguồn điện thoại. Làm việc đúng quy tắc, không được tu tập gì hết. Nên những đức nói rằng là cái người niệm Phật, lễ Phật là người có phước duyên. Nên tự nhiên mình chịu tu rồi thì mình đi đến đâu mình cũng có cơ hội được tu tập hết. Nhớ quý vị, không được giải đại. Vì thời gian nó qua rất mau. Có nghĩa là tổ sư nói mỗi ngày qua đi chúng ta gần với phần mộ. Nếu như bây giờ chúng ta không dũng mãnh tinh tấn là khi thọ mạng đến với mình là bản thân mình hụt hẳn. Thật sự cái này mình nói hoài đó, để làm cho mỗi người chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn lên, không được giải đãi. Nên khi mà gặp cơ hội tu là vô tu nghiêm túc đàng hoàng. Tại vì mỗi ngày mình được niệm Phật là duyên phước thù thắng, mà cái này là mình cầm theo. Bây giờ mình có của cải vật chất nhiều cỡ nào đi chăng, cái này mình chưa chắc cầm theo. Có khi một chút hay là tối đêm nay gì bản thân mình nó sẽ đến với mình bất chợt luôn, khi cơn vô thường đến luôn. Nhiều người lắm chứ. Bản thân chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta thấy rõ ràng luôn. Rất là nhiều người đang sống sờ sờ vậy đó. Tự nhiên rồi bắt chợt rồi ra đi.
Dù là của cải nhiều cỡ nào, chưa kịp chia chác gì hết thì tự nhiên mình đi. Đây là cái chúng ta thấy rõ ràng. Và đừng nói rằng là tới tuổi già mới mắc, có những người còn trẻ tuổi cũng mắc. Nó tại vì sao? Vì thọ mạng đã đến. Thọ mạng mà đến thì nhất định phải ra đi. Nên có câu ở Tự Tình Không thì nói rằng Diêm Vương nó đòi canh 3 thì không lưu lại được canh 5. Nên mỗi người phải tin thọ mạng. Khi tin thọ mạng rồi là mình tin tấn niệm Phật, lễ Phật liền. Thật sự có cái đầu kéo này quan trọng lắm. Nên thấy ai mà ta muốn tu, chỉ người ta cài cái rum này nè vào tu. Dù là giờ ngồi trên xe mình bật lên mình cũng được niệm Phật chút. Rồi đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật quý vị nha. Bây giờ Những Đức chia sẻ hai bài chia sẻ Phật pháp này là Những Đức đeo cái máy niệm Phật. Ngộ lắm, Những Đức đeo cái gì thì người ta đeo theo cái nấy. Tại vì sao? Nó hình thành quý vị. Nó cái nghĩa là cái máy niệm Phật này rất hay để nhắc nhở mình nè. Để mà mình siêng năng niệm Phật nè quý vị, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Có nghĩa khi mình ở ngoài đường mà ồn náo nhưng mà mình đeo cái máy niệm Phật, mình nhớ niệm Phật. Nhớ thêm máy bấm số này nè. Những Đức thấy hay. Bây giờ tuy Những Đức ra ngoài nhưng mà một ngày tu 5 thờ rồi rảnh thì sao bấm số niệm Phật. Thấy không? Đưa 5-6 ngàn câu là quy tắc đó mình phải bấm. Mà Những Đức thấy Những Đức ra cái máy bấm số này hay. Vì sao biết không? Vì thời cuộc này nhiều người bấm điện thoại. Nên tự nhiên bây giờ chuyển qua bấm số niệm Phật. Niệm câu ai là Phật bấm số quý vị. Niệm một câu bấm một số. Nó nên Những Đức nhìn ở đây mà có nhiều gia đình mà hai vợ chồng ngồi tu chung. Đây là đặc biệt nè. Bây giờ có hạnh phúc cỡ nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì chúng ta phải xa nhau thôi. Chắc chắn luôn. Việc này là chúng ta không thể nào mà không chịu được. Nó phải đến với mình thôi. Nhớ kỹ nghe, mà vợ chồng giờ này mà ngồi tu chung là đặc biệt lắm á. Ở đây cũng nhiều cặp vợ chồng tu chung nè. Thấy không? Nên á, hai vợ chồng phải nói với nhau. Bất cứ lúc nào Phật rước tôi đi là tôi đi trước đó nghe bà. Hay bà nói với ông là lúc bất cứ lúc nào Phật đến rước tôi là tôi đi trước đó nghe ông. Ông có được khóc nghe không? Đó, nên bà không được khóc nghe, phải niệm Phật đưa tiễn tôi đi nghe. Đó, nên phải hợp đồng với nhau cho rõ ràng. Tại vì về thế giới gặp với nhau thì về thế giới cực lạc gặp nhau thì mới mãi mãi được. Còn ở đây thì là ngắn ngủi lắm. Tuy nói là mấy mươi năm cuộc đời nhưng mà nó qua đi rất ngắn ngủi. Có những người chúng ta bây giờ cũng 50-60 tuổi, 70 tuổi. Đó là cái mà mình thấy rằng là nhớ hôm nào đó mười mấy 20 tuổi mà bây giờ 60 tuổi. Như Những Đức bây giờ 43 tuổi ấy. Còn sức khỏe này mà không cố gắng niệm Phật lễ Phật là luôn quá uổng lắm. Nên những cô ngồi đây có những cô cũng lớn tuổi nè. Ví dụ như thấy hai chị em Minh Hương Tâm Thông rồi đó. Ngày nào cũng lên tu. Đây hạnh phúc dữ lắm. Nên Những Đức bắt giờ Những Đức thấy cái tên này Những Đức gọi đại như thế. Có nhiều người nói ủa sao thầy không thấy mình, sao không kêu mình như ta. Từ nơi đó nhiều quá bây giờ kêu hết không được quý vị. Tự nhiên đủ duyên lúc nào thì tự nhiên gọi tên đại vậy đó nha. Nó thấy là những gương mặt thân quen mà ngày nào cũng tu chung, giống như hai vợ chồng Nguyễn Hiền rồi đó nha. Trời ơi tu chung đồ đặc biệt thấy không. Tịnh Lâm đồ nha. Nó nên là gia đình Kim Quy đồ đó, gia đình mà tu đặc biệt quá. Nó hai mẹ con Liên Diệu rồi không, Kiên Giang. Đó là cái mà mình thấy rằng đây là đặc biệt những gia đình tu tập. Nên mỗi một người mình á, cái cơ hội mà tu tập này nè là cái cơ hội mà mình về cực lạc nè. Quý vị biết hồi đó mình tập trung đông y nhưng mà có khi nó tu tập chứ mà nó rơ rớt dữ lắm. Còn bây giờ là tại gia đình luôn. Khỏi tốn tiền xăng đi đâu. Khỏi kẹt xe luôn. Tại nơi nhà mình là một đạo tràng tịnh độ luôn. Nên không được giải đãi nghe. Quý vị mà giải đãi là khó giải thoát lắm á. Nhớ nghe, giải đãi là khó giải thoát lắm á. Nhưng mà bây giờ được cái đạo tràng Vinh Không Chung này mà còn giải đãi nữa, vậy đi kiếm đâu giờ? Mục tiêu là niệm Phật sanh cực lạc mà bây giờ gặp tại chỗ luôn mà không chịu niệm Phật. Mình đi tìm ở đâu? Nên phải dũng mãnh tinh tấn, thời gian mà sắp xếp được là vô tu liền. Nè. Mấy gương mặt quen quen này mà tôi nhìn bữa nào không có là tôi điểm danh. Nó chứ không có chuyện gì hết trơn. Nó hai chồng chằng lắm rồi ha. Tu tập rồi. Vô tu siêng năng tu. Mà mình mà siêng năng mình tu thì cái đạo tràng Vinh Không Chung này nè, nó ít rớt mạng.
Tại sao cái tần số tu của mình nó mạnh quá, nó lướt sóng quý vị. Chứ mình ra mà nó chạy trên không trung, có khi nó cũng gặp gió bão chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nhất là cái thời 12 giờ khuya. Thời này không đơn giản nha. Mà nhiều người tu cái thời 12 giờ khuya là người ta cảm ứng dữ lắm. Nó có nhiều cô mà nói là tu 12 giờ khuya tự nhiên phía sau sao gió thổi hiu hiu. Nó mát mát bóng mát sau lưng. Thì biết rằng là những đứa kêu mở cửa ra. Tu 12 giờ khuya mở cửa ra. Để chi? Cho hương linh vô tu chung. Từ nơi đó mà tu mà người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà sợ mái gì chàng. Có khi mình mở cửa ra tâm từ bi mình mở ra gì đó, người ta vô người ta tu chung, người ta hộ trì nhà mình luôn, trở thành hộ pháp nhà mình đó nghe. Nó nên những cái thời 12 giờ khuya là tu giờ âm không đơn giản. Cái giờ này chắc chưa từng thấy ai mở đầu tràng giờ này luôn. Chắc có mình những đức mở đầu tràng giờ này. mà ngộ tu 12 giờ khuya cho càng ngày càng tu đông nha quý vị. Bữa đó là ngàn mấy rồi đó. Thành viên ngàn mấy tu rồi đó. Giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà cái chỗ nhỏ gì thôi mà là thành đại đạo tràng. Nên cái nhà này cái nhà của ai mà không biết mà. Mà tương đức ở đây mà thành đại đạo tràng dữ dằn quá. Nói vị biết rằng là mỗi vị nghĩ coi, mỗi một gia đình giờ này là đem cái đạo tràng này để nhà mình ra. Hơn 1.000 người trong nhà mình đang niệm Phật. Quý vị rõ ràng mà. Bây giờ những đức thấy công nhận là cái đạo tràng không chung này hay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, gọi là đạo tràng di động. Ở đâu là bật lên là đạo tràng niệm Phật ở đó. Đúng là cái thời cuộc này quá tuyệt vời, dùng cái cách này hay quá. Nên ở đâu mà bật lên là cái đạo tràng của mình xuất hiện chỗ đó. Bây giờ trong đồng bật lên, bây giờ nếu mà có mạng thì cái đạo tràng trong đồng tu. Nó ở bất cứ chỗ nào. Bữa đó có cái ông đó, ông lễ Phật, ông lễ giữa đường. Chàng như Đức nói, chàng ông tránh bên xe tải chạy tới. Vì đâu mà bật giữa đường lễ Phật cái chàng. Nghĩa tại vì ông làm việc gì, nguyên giữa đường, giữa sáng, bật lên ông lễ Phật. Nên ta thấy ta ớt, dễ sợ luôn. Nói, ông này làm cái gì kỳ cục. Nó không dích, ông ngồi xích vô trong, chứ xe thấy xe tải chạy qua thì lợi thấy ghê quá. Bộ muốn giảng sanh sớm hay gì. Nên quý vị biết rằng là cái đạo tràng này nó hay lắm quý vị ơi. Nghĩa là mà từ khi cái đạo tràng không chung này phát triển tới giờ nghe, vì để ý đi, là cái người mà siêng tu rất nhiều. Thế vì hồi đó mà một thờ tu một khi mà còn lúc này lúc khác nữa. Hai thờ lúc này lúc kia. Còn bây giờ là 4-5 thờ đều đang luôn. Bây giờ mà ai mà không lên tu là những đứa thấy hết. Không có chân diễn đâu, nhớ mặt hết. Những đức có một cái khả năng kỳ cục lắm. Là vô 1.000-2.000 người những đức nhớ hết gương mặt. Tới giờ tu những đức lướt lên cái không thấy người đó là biết người nào ở đây trốn. Hiểu không? Từ nơi đó mà nó câu thúc với nhau mà nó tinh tấn chứ không gì chứ á quý vị. Nó nên phải quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Không về cực lạc là khổ dữ lắm á, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nhưng mà cái tâm mỗi ngày mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc, quý vị mới nhớ nha. Cái tâm mỗi ngày mà mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc là con người mình sẽ không buồn gì hẳn ai để trong tâm. Mình không buồn gì hẳn ai để trong tâm là con người mình nó an lạc hiện đời liền nè. Tuy là nói về thế giới cực lạc mới hết khổ, nhưng mà hiện đời niệm Phật ở đây là mình đã được sự an lạc rồi đó quý vị. Hiện đời ở đây mình niệm Phật là mình an lạc rồi. Những đức thấy những người niệm Phật này mỗi ngày cười suốt luôn á. Thấy không? Là tu lúc nào cũng có nụ cười chứ nha. Tôi nói một nụ cười 10 thang thuốc bổ, mà bạn không cười thì cuộc đời bạn sẽ lỗ. Không cười lỗ nặng luôn á. Bây giờ vì buôn bán làm ăn gì mà gương mặt buồn hiu bước ra, khách ta chạy mắt dép hết. Ai mà dám gặp quý vị. Nên cái người niệm Phật ở mặt cứ cười suốt à. Trong hoàn cảnh nào cũng phải cười chứ giờ sao giờ. Nó bây giờ dù cho thiệt thòi gì cũng cười một cái là thấy nó không có thiệt thòi. Còn nó mà buồn nó đi vào tiêu cực chứ không dẫn đâu. Nên có nhiều người mà công việc người ta giờ này người ta dán tu luôn. Những người mai đồ làm việc này việc kia, vậy mà người ta dán bật cái rơm người ta tu luôn chứ không phải chuyện dẫn chợ đâu. Nó bữa đó coi cô đó, cô nói cô đang mai đồ mà cô bật cái rơm lên, cô mai một chút sau cái ống quần mà nó dính lên trên cái đáy quần chẳng chẳng. Cái gì? Bà bật cái rơm lên, bà cái nhìn vô cái rơm rồi bà niệm Phật, bà niệm bà mai chút sau bà lấy cái áo mai vô cái đáy quần chẳng chẳng, bà mai nguyên đường. Chút mà tu xong mà gọi là tới nhà Đức nói chuyện bà vẫn còn mai. Tới nhà Đức nói chuyện xong là bà mai nguyên đoạn đường thiệt là dài luôn. Nhìn lại cái quần sao kỳ cục, trời, cái ống quần mà dính lên cái đáy quần bà mai luôn vậy. Nó ngộ ghê, thấy chưa?
nên nó có cái người niệm Phật mà nó gặp chuyện gì nó thấy cũng mắc cười chứ, nó tự nhiên vậy mà bà cũng nhắn tin bà cười ha, ha, ha. Thấy chưa, bà giận ghê chưa. Nên á thì biết rằng mỗi người mình mỗi ngày phải dũng mãnh tinh tấn nha quý vị, phải quyết tâm đời này về cực lạc nha, trong hoàn cảnh nào cũng phải niệm Phật sanh cực lạc. Nên bây giờ một ngày là buổi trưa với buổi chiều này là hai bài chia sẻ này tiếp nối một câu hai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, để cả đời mình nhớ kỹ một câu Phật hiệu này, chân thật phải niệm tới cùng và phải tin. Và chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc thôi. Nó đã là muốn sanh cực lạc thì buông xuống hết những cái buồn giận người khác để trong tâm. Nhưng Đức nói rằng ơn nhớ quán thì quên, tức khắc tu hành tiêu nghiệp. Còn nếu đổi ngược lại, quán thì nhớ mà ơn thì quên, là tăng nghiệp chướng liền. Tăng nghiệp chướng liền. Tại mình nhớ quán thì tăng nghiệp chướng, mà mình nhớ ơn thì tiêu nghiệp. Nên mình là người niệm Phật là phải ơn nhớ quán quên. Vậy thì con người sẽ an lạc tự tại dữ lắm quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.